clip nhà đất.vn bán nhà nhanh, mua nhà như ý. Ngôi nhà chúc mừng quý vị và các bạn được thiết kế với kiến trúc 4 tầng kiên cố, xây dựng trên tỉnh đã có diện tích được 72m2, mặt tiền quay hướng đông, nằm trên trục đường chính rộng, ô tô qua lại dễ dàng, có bảo vệ 24/24. Tầng 1 được chủ nhà thiết kế là gara để xe. Phía sau là không gian của bếp và phòng ăn. Phía cuối nhà là khoảng sân sau, có nhiệm vụ là khe thoáng lưu thông. Theo hướng của thang đi lên, mời quý vị tham quan tầng thứ 2 của căn nhà. Phòng khách có vị trí ở phía trước nhà trên tầng 2. Phía sau nhà là không gian của phòng ngủ thứ nhất. Nhà vệ sinh có vị trí ở phía cuối phòng. Cầu thang tiếp tục dẫn quý vị và các bạn tham quan tầng thứ 3 của căn nhà. Phòng thứ 2 có vị trí ở phía trước nhà. Nhà vệ sinh có vị trí ở phía cuối phòng. Không gian sau nhà là phòng thứ 3, được thiết kế giống căn phòng thứ nhất. Phía cuối phòng là nhà vệ sinh. Cuối cùng là không gian tầng thứ 4 của căn nhà. Phòng ngủ thứ 4 có vị trí ở phía sau nhà. Không gian trước nhà là phòng thờ. Phía hông nhà, chủ nhà thiết kế giếng rời lớn, giúp cung cấp ánh sáng tự nhiên cho cả căn nhà.